Chào mừng các em đã quay trở lại với tiết học công nghệ 9. Ngày hôm nay thì trước khi vào bài mới thì cô có một cái câu hỏi. Để mạng điện trong nhà sử dụng an toàn và hiệu quả, chúng ta cần phải làm gì? À đây là một câu hỏi khá là thực tế ha. Thì chúng ta thấy rằng là để sử dụng mạng điện trong nhà an toàn và hiệu quả thì rõ ràng là chúng ta luôn cần phải kiểm tra mạng điện theo định kỳ và tiến hành thay thế hoặc là sửa chữa những bộ phận thiết bị khi chúng đã bị hư hỏng. À, vậy thì chúng ta kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà là kiểm tra những gì? À, tiến hành kiểm tra những cái phần tử của mạng điện. À, những phần tử của mạng điện thì bao gồm kiểm tra dây dẫn này, kiểm tra cách điện của mạng điện này, kiểm tra các thiết bị điện và kiểm tra các đồ dùng điện. Và đây chính là nội dung quan trọng của bài học ngày hôm nay. Tiết 25, bài 12, kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. Và các em chú ý nha, trước khi mà chúng ta kiểm tra gì đi chăng nữa thì chúng ta luôn phải cắt điện đã. Đây là một chú ý khá là quan trọng trước khi kiểm tra chúng ta luôn phải cắt điện à, chúng ta sẽ kiểm tra qua phần thứ nhất đó là kiểm tra dây dẫn điện thì để à, chúng ta xem kiểm tra dây dẫn điện là kiểm tra những gì thì cô có một số câu hỏi à, để chúng ta thảo luận với nhau để đưa để tìm ra cái nội dung chính ha đó là dây dẫn điện trong nhà có nên dùng dây dẫn trần không tại sao Thứ hai, dây dẫn có cũ, có vết nứt, hở cách điện. Không, nếu có thì cần phải xử lý như thế nào? Nhiều dây dẫn được buộc lại với nhau thì có đảm bảo an toàn không và vì sao? Thì chúng ta tiến hành trả lời câu hỏi thứ nhất. Thì dây dẫn trong nhà rõ ràng là chúng ta không được dùng dây dẫn trần. Vì sao? Vì dây dẫn trần thì chúng ta biết rồi. Chúng ta vô tình mà chạm phải dây dẫn trần thì chúng ta sẽ bị giật điện, nguy hiểm chết người. Và đây chính là nội dung thứ nhất ha. Dây dẫn điện trong nhà không dùng dây dẫn trần. Câu hỏi thứ hai. Thì đối với dây mà cũ có vết nít và hở rồi thì chúng ta không được dùng nó hoặc nếu có dùng thì chúng ta cần phải làm gì xử lý những chỗ nít và hở bằng cách là dùng những cái băng dán cách điện ha chúng ta quấn quanh cái chỗ nó lại à, và đây cũng chính là nội dung thứ hai nếu dây dẫn đã cũ và có những vết nít hở cách điện thì chúng ta cần phải thay dây mới trả lời câu hỏi số 3 thì chúng ta không nên buộc những cái dây dẫn nhiều dây dẫn lại với nhau bởi vì như thế này thì nó sẽ không đảm bảo an toàn khi chúng ta buộc những cái dây dẫn nhiều dây dẫn lại với nhau thì chúng ta sẽ làm nhiệt độ bị tăng lên và có thể gây ra là làm hỏng cái lớp cách điện gây mất an toàn điện hơn và đây cũng chính là nội dung số 3. Chúng ta nhắc lại một lần nữa. Kiểm tra dây dẫn điện thì chúng ta có ba cái ý đó là dây dẫn điện trong nhà thì chúng ta không được dùng dây trần. Nếu dây dẫn đã cũ và có những vết nít hở cách điện thì chúng ta phải thay dây mới. Dây dẫn thì không được buộc lại với nhau để tránh việc làm nhiệt độ tăng có thể làm hỏng cái lớp cách điện. Chúng ta tiến hành phần 2, đó là kiểm tra cách điện của mạng điện. Các em quan sát hình vẽ. Thì đối với kiểm tra cách điện mạng điện thì chúng ta chú ý cho cô, đó là này, mạng điện trong nhà đối với dây dẫn nổi thì chúng ta thấy là có những cái ống cách điện. Chúng ta không kiểm tra các cái ống luồn dây. Nếu như những ống luồn dây này bị vỡ, bị dập hay bị nít gì đó thì chúng ta cần phải thay ngoài cái ống luồn dây ra thì chúng ta còn kiểm tra các cái ống nối ha như là chữ T vuông góc chữ L vân vân thì nếu như bị dập và bị vỡ đi rồi chúng ta cần phải thay thế nó rồi chúng ta thấy lúc nào cũng phải kiểm tra cái sự rò điện nếu như bị sự cố như là rò điện thì chúng ta cần phải thay thế ngay. Cái thứ ba là chúng ta kiểm tra các cái thiết bị điện. Thì đối với thiết bị điện thì chúng ta có cầu dao, công tắc hay là cầu chì và thiết bị thứ ba đó là ổ cắm điện, phích cắm điện. Chúng ta tiến hành tìm hiểu phần thứ nhất, cầu dao, công tắc. Thì để trả lời cái tìm hiểu được cái phần cầu dao và công tắc thì cô có gợi ý bằng cách là trả lời cho cô các cái câu hỏi ha. Thì cô có ba cái hiện tượng và chúng ta sẽ tìm cách khắc phục nó. Thứ nhất, vỏ công tắc bị xích hoặc vỡ. Thì đối với trường hợp này thì chúng ta một là thay vỏ mới luôn. Còn nếu như mà vỏ chưa bị sao mà chỉ có công tắc thôi thì chúng ta có thể thay công tắc mới. Thứ hai, mối nối dây dẫn của cầu dao công tắc tiếp xúc không tốt hoặc là bị lỏng thì chúng ta cần phải tháo ra và nối lại cái mối nối. Và cuối cùng, ốc vít sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị lỏng ra thì chúng ta dùng tua vít vặn chặt lại. Nếu mà ống vít đã bị trơn rồi thì chúng ta thay cái ốc vít mới. Từ cái bài tập này thì chúng ta rút ra được những ý sau là khi kiểm tra các thiết bị thì chúng ta cần phải kiểm tra vỏ này, các ốc vít này, mối nối dây dẫn điện và phụ kiện. Ngoài ra thì cô muốn giới thiệu với các em đó là cái bảng 12.1 là vị trí đóng cách của cầu giao và công tắc. Thì đối với cái vị trí đóng cách này thì chúng ta nếu trong trường hợp mà nó đóng rồi á thì có hướng chuyển động của nấm đóng cách lên xuống và sang ngang như sau và đây chính là cái ý cuối cùng đó là hướng chuyển động của nấm đóng cách thiết bị như vậy kiểm tra cầu dao công tắc chúng ta cần phải kiểm tra bốn cái thứ nhất là vỏ thứ hai là ốc vít lỏng thì chúng ta vặn lại Thứ ba là mối nối dây dẫn điện với phụ kiện. Nếu mà mối nối này bị hư, bị hỏng thì chúng ta bị hoặc là lỏng thì sẽ không có tiếp xúc điện tốt. Và cuối cùng đó là hướng chuyển động của nấm đóng cách thiết bị. Xem là nó đã đóng chưa hay là nếu mà chưa đóng thì chưa, nếu mà không có điện thì kiểm tra xem nó đóng chưa hay chưa đóng. Thứ hai là chúng ta kiểm tra về cầu chì thì đối với cầu chì thì chúng ta cần phải chú ý ba cái đặc điểm đó là uh, chúng ta đã biết rồi đó là cầu chì thì luôn được lắp ở trên dây pha nó bảo vệ các thiết bị và đồ dùng điện cái thứ hai là khi cầu chì đối với cầu chì thì chúng ta luôn luôn phải có nắp che và không bao giờ để hở cái thứ ba là chúng ta kiểm tra sự phù hợp của số liệu điện mức cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện chúng ta kiểm tra như nào nếu như cầu chì lúc nào đối với bài tập này lớp 8 chúng ta đã học rồi đó là à, đối với cầu chì thì chúng ta luôn phải sử dụng lớn hơn hoặc bằng giá trị điện mức của mạng điện cô lấy ví dụ ha mạng điện của chúng ta là mạng điện 220V vậy thì khi lựa chọn cầu chì chúng ta phải lựa chọn những cầu chì có giá trị điện mức phải lớn hơn hoặc bằng 220V và cái cuối cùng đó là ổ cắm điện và phích cắm điện. Thì chúng ta có bốn cái điều cần phải kiểm tra. Chú ý, đó là gì? Một số cái bộ phận như là vỏ này, các cái chốt cắm này, các cái cực này, ốc vít này phải đảm bảo chắc chắn. Ví dụ như các cực mà lỏng thì chúng ta vặn cực lại, ốc vít mà lỏng thì chúng ta siết chặt lại, nếu mà chờ rồi chúng ta thay Tiếp theo là các cái dây dẫn nối thì phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện, tránh bị chập mạch hay là đánh lửa. Thứ ba là các cái cấp điện áp khác nhau thì phải sử dụng các cái ổ cắm khác nhau. Chúng ta không nên chung các cái cấp điện áp lại để đưa vào cùng một ổ cắm. Và cái cuối cùng đó là không nên đặt ổ cắm ở những nơi ẩm ướt, quá nóng hoặc là nhiều bụi. Những trường hợp này thì rất là ở nhiều bụi thì khó sẽ không có tiếp xúc tốt, còn quá nóng hay ẩm ướt thì dễ xảy ra tình trạng chập cháy điện ha. Và cuối cùng đó là kiểm tra các cái đồ dùng điện. thì đối với đồ dùng điện thì chúng ta cần phải kiểm tra bốn phải chú ý và kiểm tra bốn ý. thứ nhất là đặc điểm, thứ nhất là kiểm tra cách điện của đồ dùng điện đồ dùng điện sử dụng lâu ngày thì cái việc cách điện này nó sẽ không có tốt cho nên chúng ta phải kiểm tra tránh tình trạng là chúng ta chạm vào sẽ bị giật thứ hai là kiểm tra dây dẫn và các mối nối thì khi kiểm tra dây dẫn và mối nối bởi vì lâu ngày chúng ta sử dụng nhiều rồi đặc biệt là những cái chỗ mà chúng ta cần phải cắm điện á. À, nồi cơm điện thì chỗ chỗ mà hay kéo dây á, thì những cái chỗ này dễ bị là nít và hở sử dụng lâu ngày, cái cái phần vỏ nó sẽ bị um, dễ bị nứt và vỡ. Vậy thì chúng ta cần phải kiểm tra nó một cách thường xuyên. Nếu như hư hỏng thì chúng ta thay mới. Nếu như bị uh, hở thì chúng ta dùng băng dán cách điện chúng ta dán lại. Cái thứ ba là kiểm tra các cái bộ phận của đồ dùng điện thường xuyên và cuối cùng là phải kiểm tra định kỳ và sửa chữa những cái đồ dùng điện này một cách kịp thời và luôn lưu ý cho cô rằng là các cái đồ dùng điện phải luôn được đảm bảo về mặt an toàn điện thì lúc này chúng ta mới đưa vào sử dụng và vừa rồi thì cô đã giới thiệu với các em phần kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà sau đây thì chúng ta sẽ ôn lại chút xíu ha để kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà thì chúng ta cần phải kiểm tra dây dẫn là một này kiểm tra cách điện của mạng điện là hai này kiểm tra các cái thiết bị điện là ba này và cuối cùng là kiểm tra các cái đồ dùng điện về nhà các em học thuộc bài trả lời cho cô những cái câu hỏi nằm ở cuối bài viết báo cáo thực hành về kiểm tra an toàn điện các đồ dùng điện trong gia đình xem và chuẩn bị trước những cái nội dung đã học để tiết sau chúng ta sẽ ôn tập